Hello anh em, và chào mừng vì đã tới với channel của mình nha. Thì trong clip lần này, mình lại tiếp tục đi solo squad đây. Để hơi lỗi một tí nên là dưới đã bắn nhau rồi anh em ạ. Không phải là nhảy lỗi mà mình quên không bấm nhảy. Qua một lúc rồi mình mới nhảy. Ui ôi kìa, đang chạy kìa, trước mặt mình. Ui trong này khá là đông vui anh em ạ. Từ từ đã, có thêm công sang. Có thêm công sang tôi này, gạt luôn anh em ạ. Không thể để cho mấy ông này gọi là nhờn được. Được mạng nào là ta xào luôn mạng đấy. Thì ngày hôm qua thì do là cái máy của mình mới chỉnh lại lên là mình không có làm clip cũng không là ô. Có một ông chạy sang này. Đi đâu? Ôi ông này yếu rồi, chắc là bị thanh niên nào bắn yếu rồi. Mình vào mình gạt luôn. Được mạng nào là cứ quất luôn anh em ạ. Ui, và cũng có súng à. Đã bắn flare gun rồi. Ở ngoài bo mấy thanh niên ơi. Sao lại bắn ở ngoài bo ta? Ở trong kho. Ông này ăn hai viên rồi. Ui trong kia táp ghê thế. Mình đẩy vào luôn này. Chắc là bắn nhau thì mình không để ý tới mình đâu. Ui dồi ôi, sao bắn nắm flare vậy? Ô. À một đây rồi, đây rồi. Đồng đứng ở trong này. Bắn con bốt này. Bạn mình nghe một tiếng chân ở bên bên kho bên này. À, sát đứng kê à, đứng kê à. Đứng kê mình á, mình vòng đường này. Mình vòng đường này luôn. Chắc á à, vẫn đứng kê ở đầu kia anh em ạ. À đây rồi. Nào bạn đứng kê với mình á. Vẫn kê anh em ạ. Này thì kê tôi này. Xuống. Ui dồi ôi, trời ạ, cái Uzi nó hết đạn. Tí nữa thì toàn ông giáo à. May mà mình ủi nạc. Ui định mệnh. Trời ạ, nó hơi tật tật tẹo anh em ạ. May mà mình tay nhanh hơn não rút được cây AKM ra. Chứ không là toàn mấy ông giáo đấy rồi. Tí nữa thì cụ ra đi chân lạnh toát. Thế là trong cái cảng này là hai cái thính được bắn lên rồi. Mà toàn ngoài bo thôi anh em ạ. Sao mấy thanh niên này gọi là không tin, gọi là gì nhỉ, không có niềm tin vào cuộc sống anh em ạ. Phá flare luôn, khổ thân. Ui đang chạy kìa. Rồi hai tên, mình thấy được hai tên. À hình như biết mình ở trong này rồi thì phải. Đang kê mình rồi, biết mình rồi, biết mình rồi. Một ông kê ở chỗ thùng đỏ. Đây đấy, hai ông kìa. Có tiếng bác kỳ tới nữa. Nhảy nhót này, một ông. Như vậy là ba ông lận. Đau đấy. Yếu chưa? Đau chưa? Rồi như vậy là ít nhất khoảng 3-4 tên anh em ạ. Tặng cho bạn trái lết này. Vẫn bắn mình anh em ạ. Rồi quả bom này thì mình sẽ công lên luôn này. Đẩy liều thôi anh em. Biết sao giờ. Tiếng chân. Đang ngồi cứu nhau à? Một tên này. Ui đông đông. Cũng hơi đông anh em. Công ra này. Vẫn còn tiếng chân. Này công ra với tôi này. Mấy ông này yếu hết rồi. Chắc là bị vừa lấy mình gì à. Cũng yếu rồi. Nên là không có máu để hồi. Bạn cậu đâu. Có tiếng chân. Ô tiếng chân chạy đi anh em ạ. Ô chạy đâu vậy. À ha. Mấy ông này hết máu rồi. Chạy rồi, chạy rồi. Chạy đâu? Chạy đâu con sâu? Mình lùa được hết anh em ạ. Thì anh em nào mà xem clip của mình ấy thì anh em bấm có một tên trên bên trên này. Bên trên này, bên trên này. Anh em nhớ bấm cho mình xin một like nha. Bởi vì là like thì nó dễ cho mình kênh đề xuất hơn. Mình không biết là do kênh của mình là bị trùng tên hoặc là bị cái gì đó. Mình nghĩ là bị trùng tên đấy anh em. Nên là kênh mình nó không được đề xuất. Mình đang tính là mình sẽ đổi tên kênh sang là tên kênh khác đây. Tại vì là mình làm cũng được phải tầm nửa năm rồi đấy anh em. Mà kênh của mình nó không dính được đề xuất vào anh em ạ. Mình tìm hiểu thì thấy là do là trùng tên kênh. Trùng tên với một số kênh khác. Một phần là ui
Đau thế. Hơi đau anh em ạ. Ô. À, ở trước mặt trong thùng có một tên, tiếng chân kìa, bàn chân kìa. Rồi rồi. Ngay cái sát thùng này có một tên. Được rồi. Bạn cứ ngồi đấy đi, mình bơm máu xong thì mình sẽ xử mạng. Thì anh em đừng quên này bấm cho mình một like nha. Đây đằng sau có con bot chạy tới này. Mình nghe mình nghe tiếng trên này là mình biết là bot rồi này. Cái này thì chạy ra này. Ui trời ơi. Cái này thì chạy nữa này. Ui trời ơi, thấy chưa? Hai ông, mấy cái ông mà vừa nãy chạy đấy, toàn ông còn một chấm máu à. Động nhẹ đã chết mất rồi. Yếu xìu à. Mấy tên này là mình bắn yếu từ lúc ở bên kia rồi đấy không? Anh em thấy không? Mình đoán không? Mình đoán chuẩn luôn, mấy tên này chả có một tí gọi là một thanh niên nào có máu luôn ạ. Bên kia vẫn bắn nhau, khá là đông. Hơi đông anh em ạ. Anh em xem nhớ bấm like nha, đừng quên. Kể cả như bây giờ hiện tại kênh mình cũng được đứng trên tròi này. Kênh mình hiện tại cũng được khoảng vài nghìn view mà được có 100-200 like à. Anh em trả chịu like cho mình cả luôn anh em ạ. Ui, cái gì đây? À rồi. Định à? Định làm gì đấy cậu? Mình dí luôn cho cậu chết này. Thì cũng được 1, 2, 3, 4 chục nghìn view cũng có. Nhưng mà được có vài trăm like, không hiểu sao. Nhưng còn mấy nghìn ông, mấy nghìn bạn kia thì chả chịu bấm like cho mình. Xin anh em làm sao mà bấm nhiều like thì nó cũng đăng được đề xuất. Clip bây giờ mà nếu anh em xem tới đoạn này mà bấm luôn cho mình một like thì biết đâu clip được 1, 2 nghìn like gì đấy. Biết đâu thì kênh mình nó lại phát triển hơn. Mình không biết là có phải là do tên kênh của mình không nữa. Nếu mà mình tìm hiểu thêm mà do tên kênh thì chắc mình sẽ phải đổi tên kênh thôi. Tên chữ Linh thì vẫn để nhưng mà mình vẫn chưa nghĩ ra là phải đổi cái tên gì nó hay hay. Chạy đi đâu vậy anh thanh niên? Đậu phộng. Chạy đâu? Ôi, vẫn còn đứng táp nhau ngoài kia kìa. Vẫn táp nhau anh em ạ. Đấy thì lại xin lại cho anh em là nhớ bấm like nha. Nào đứng đây à? Đúng không? Này thì đứng đây này. Ui. Thế là clear. Ui dễ vậy. Thế là xong rồi. Clear hết khu này rồi. Cái thính bên này thì nó cũng phá rồi, thôi mình đi thôi nhở. Đi thôi chứ ở đây làm gì nữa. Ơ, con bot. Anh ơi, tai nạn anh ơi. Ôi trời ơi. Có tiếng xe. Ui cái gì đây? Ơ sao tiếng xe cạnh ngang mà không có bánh xe nhở? Ui tiếng xe, đâu rồi? Ui cái điếu gì đây? Cái định mệnh. Máy bay ạ. Cái gì đây anh ơi? Ui trời ạ. Ui vãi cả nồi ạ. Hai cái anh em ơi. Thảo nào bạn ấy phi qua mình không nghe tiếng bánh xe. Hóa ra là bạn ấy đi ô tô bay. Vãi cả nồi ạ. Bố ơi, bố chơi game như này thì con chim. May mà bố vào đấy bố chôn chứ không là chết rồi. Thôi đi thôi anh em. Đi săn người thôi. Đi săn mình đi tìm thính mà nãy giờ không thấy. Còn tiếng Bucky. Rồi. À đây rồi. Dừng luôn. Dừng luôn anh em ạ. À rồi. Hai tiếng chân, hai tên. Chạy. Này thì chạy ra đây này. Còn một ông nữa. Rồi. Chạy trái này. Nghe rồi, nghe rồi. Đó, bạn bước qua. Gạt luôn bạn này. Lại chạy phải à? Chạy đi đâu bây giờ? Lại chạy trái. Đậu phộng. Bạn thích kiểu mèo đuổi chuột thế nhở? Đây. Mình cho bạn quả nết này, bạn chạy nốt ra đây đi này. Quả nết 10 tỷ. 10 tỷ cho bạn đây. Boom. Úi xời ạ. Chạy trái chạy phải làm gì? Quả bom của mình nó vô tình bạn ơi. Quá buồn cho anh thanh niên. Khi mà ngồi chạy trái phải chạy trái. Ăn quả bom thốn thấy mẹ luôn anh em ạ. Có X6 mình xin luôn. Nốt nhanh thì mình đi tiếp thôi. Có 8 tên. Ô, có tên chân. Có tên trong nhà. Lại có bóng ai đó. Đây, xe vất đây anh em ạ. Nào nào lượn từ đầu kia đến đầu này. Không thấy, không thấy gọi là động tĩnh gì. Tầng 2 kìa. À,
bạn phò ra cửa sổ. Bạn mình nhìn thấy bạn ở cửa sổ bên trái rồi. Mình nhìn thấy rồi. Lướt qua là mình nhìn thấy ngay. Nào bạn phò ra. Phò ra đây. Hello bạn. How are you? Bạn khỏe không? Bạn khỏe không này? Boom. Ui ôi tạch. Quả này thì không tạch đâu. À, lại lướt qua à? Rồi, bạn cứ ngồi đây mà lướt đi. Mình sẽ trèo vào. Mình sẽ cho bạn biết thế nào là gọi là công bằng bom. Chết trong á, à, lại thò sang cửa sổ trái. Ô đậu phộng. Mấy thanh niên này như kiểu cứ thích chơi trò mèo vờn chuột nhỉ. Cứ lượn trái rồi lượn phải, lại như trên. Ồ, cái gì đấy? Sao lại có bóng bóng dáng ai đó này gọi là rộn. Ồ, chạy qua đằng sau kìa. Rồi rồi, thấy rồi, thấy rồi. Nào, chạy, thò ra, thò này. Ui dồi ôi, sở ca nó cứ bị bắn cứ phê ấy. Thì là trước mình cứ trận mấy cái trận trước thì mình cứ tưởng là nó sẽ bị lỗi đam. Nhưng mà mình trận này mình quyết định là sẽ cầm sở ca xem sao. Thế là tên trong nhà chạy ra đây rồi. Tên trong nhà chạy ra đây rồi. Này, cho bạn trái nét này. Không biết là còn không nhưng mà cứ cẩn thận anh em ạ. Boom. Không chết. À, sở mốc. Còn, được rồi, công lên luôn này. Lại có tiếng xe. Ui, thôi, thôi, anh ơi. Ui, hai tên kìa. Ui, vãi cả nồi. Ui, vãi cả nồi ạ. Bắn thế mà không chết ạ. Trời ạ. Đang định công lên thì lại có một thanh niên nào đó này giờ trò đổi bại anh em ạ. Cái gốc cây, cứ tưởng nó ngồi nó trốn trong đấy cơ. Không được rồi. Không biết là có kia có vẻ. Tại vì mình mới nốc được một ở đây, hai ở kia. Không biết cái xe đi qua có phải bạn nó không nữa cơ. Thế là mình không dám công lên rồi. Điều này là phải từ từ rồi anh em. Ui, lại lag này. Động phộng. Cái máy của mình nó đang bị ngu người anh em ạ. Không được rồi. Rồi, ăn mạng một tên rồi. Ăn mạng cái tên mà vừa mình nốc ở trong cái nhà nhỏ nhỏ đấy. Được rồi, mình phải dùng xe thôi anh em. Mình sẽ vòng lên trên đồi. Đây đây, đỗ chỗ này là đẹp này. Vừa khít này. Đây này, tôi nhìn thấy bạn rồi. Ôi, chúng hơi ít anh em ạ. Hơi tốn đạn với mấy thanh niên này. Này thì múa lửa đi này. Đậu phộng. Mệt mỏi với mấy thanh niên này thế nhở. Nó cứ trốn trốn xong rồi nó lại nằm. Quăng bom mình à, được rồi. Công lên này, được rồi. Bạn nằm đấy. Mình uống nước xong thì mình sẽ công lên luôn nha anh em. Đây đây này. Nó ở trong cái gốc cây này thôi. Gốc cây hoặc tảng đá. Nào. Gốc cây không có. À, một tên chạy dưới kìa. À, đây rồi. Này thì bắn tôi này. À, đứng à, đứng à. Bạn đứng đấy. Này thì đứng đấy này. Này thì đứng đấy này. Úi trời ơi. Nghiêng trái, nghiêng phải. Giết người luôn anh em ạ. À. Đấy, thế là clear rồi. Thế là team này chỉ có 3 thôi. Ê, hóa ra là cái tên đi xe là team lẻ anh em. Đó, mình nút xong thì mình đi thôi. Quái bo mất rồi. Có tiếng bắn. Ô, nằm đây này. Ô, nằm đây này. Ui, thơm thế. Đậu phộng. Nó đang bắn thằng nào nhở? Nó đang bắn ai vậy? Vô lý thực sự. Đang bắn ai vậy? Trong này có người không ta? Có á, đủ có tiếng. Vừa đang định bảo là ra cái thính hốt nhẹ cái thì có tiếng trong nhà luôn ạ. Rồi, một tên. À rồi, sau tường đúng không? Biết ngay mà. Nào bạn bước vào. Bạn bước vào đây. À, định công lên luôn à. Ghê đấy. Trời ạ, cái máy của tôi. Mẹ. Sao lại nó lại giật đúng lúc thế nhờ. Rồi đang ngồi bơm máu. Đậu phộng tí nữa thì mình toang anh em ạ. Giật đúng lúc vãi. Anh em thông cảm nha. Hôm nay máy của mình nó bị gì ấy. Này thì ngồi bơm medkit này. Mình biết ngay mà. Quấn kiểu này là đang ngồi bơm medkit. Lâu hơn mình là chết rồi. Tí nữa thì toang anh em ạ. Cái máy nó giật đúng lúc thế. Ok rồi. Vậy là còn 1-1 thôi. Đi lùa lốt nào.
chẳng biết đang nằm đâu đây. Ồ, đây rồi. Nằm đây mà mình không biết à? Mình biết ngay mà. Tại vì là cái thanh niên này ấy, là cái lúc mình cán luôn cái thằng bắn M24 là mình đã biết là nó ở cái đầu ở trên đoạn này rồi. Lượn mấy vòng, bố mặc đồ cỏ anh em ạ. À. Trời ạ. Ok, như vậy là mình cũng có một cái top 1 rồi. Trận này không nhiều kill cho lắm nhưng mà cũng có một pha gọi là gặp thanh niên đi ô tô bay. Anh em nào xem đến cuối rồi thì đừng quên like cho mình một cái nha. Mọi người và hẹn anh em những clip tiếp theo. Bye bye.